Hello, thân mến chào các bạn. Ok, hôm nay là một ngày rất vui. Có thể nói là cái ngày này Peter cũng đã đợi từ 3 năm nay rồi. Đó là cái ngày ra mắt của một cái hệ thống máy chụp hình nhỏ, nhỏ nhất có thể, nhưng lại có một cái con sensor full frame. Thì như các bạn mà quen với Peter là cũng đã biết là Peter đã giả từ máy DSLR full frame Canon cũng 3 năm nay rồi để mà đi theo cái dòng máy gọi là mirrorless, gọi là không gương lật. Lý do là tại vì Peter nghĩ là dùng máy nhỏ nó cũng có rất là nhiều cái tiện lợi, nhất là những lúc mà đi chụp hình đời thường thì mình cầm cái máy nhỏ mình chụp thì nó sẽ thoải mái hơn và người ta sẽ rất là thân thiện với mình hơn. Thì không để không có dài dòng thì Peter muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là cái máy Sony A7 mới cho ra thị trường, mới được công bố ngoài thị trường cách đây một tuần. Thì trong tay Peter đây hôm nay cũng đã có cái máy này, và thú thật với các bạn là nguyên nguyên đêm ngày hôm qua là Peter cũng mất ngủ với nó vì Peter mê nó quá và cũng chỉ muốn là làm sao sáng hôm nay dậy để mà có đủ sức giới thiệu và trình bày những cái hay của cái máy này cho các bạn nào mà cũng quan tâm tới những cái dòng máy nhỏ gọn nhưng mà lại full frame. Thưa các bạn, ngày đó đã tới và đây chúng ta nhìn trước mắt là một cái máy rất là đẹp của Sony, mã nó là A7. Thì các bạn nhìn thấy đây, nó nằm gọn trên cái bàn tay của Peter, rất là nhỏ. Và chính bà xã của Peter hôm qua bà cũng có cầm thử, bà nói là trời ơi sao cái máy này nó nhẹ quá vậy anh, nó nhỏ mà nó nhẹ. Và có so sánh giữa cái máy này với lại cái máy Next 7 của Peter thì thật sự cái máy này nó lớn hơn cái Nex 7 có một chút xíu thôi, nó chỉ lớn hơn cái phần mà cái gù này thôi. Là tại vì cái gù này hiện bây giờ là trong này là một cái hệ thống EVF Electronic Viewfinder. Ok, thì Peter không có so sánh cho các bạn thấy được với lại cái máy Nex 7 là tại vì cái này Peter đang dùng cái máy Nex 7 để quay cái đoạn phim này. Ok, nhưng mà trên mạng Facebook của Peter thì các bạn cũng đã thấy là Peter cũng đã post một cái hình so sánh cái máy này với lại cái Nex 7 rồi. Cho nên trước nhất là cái tiêu chí đầu tiên mà Peter tìm một cái máy bây giờ là nó phải nhỏ và nó phải nhẹ. Thì cái máy Sony full frame này đã đạt được tới cái mức là nhỏ gọn nhẹ và nó rất là nhẹ, nó chỉ có 465 gram thôi. Thì các bạn có thấy là nó rất là nhỏ ha. Ok, để giới thiệu cho các bạn. Ok, trước khi Peter đi vô chi tiết thì Peter cũng muốn so sánh một số cái máy mà hiện giờ Peter có ở nhà để cho các bạn thấy cái sự khác biệt kích thước của nó. Trước mắt á, là Peter có cái máy Canon EOS D60 rất là cũ của Peter. Peter mua cái này cũng khoảng chừng 12 năm trước rồi mà tới ngày hôm nay vẫn còn giữ nó. Đây là một trong những cái máy digital ra khá lâu của Canon. Cái dòng này rất là cũ rồi và bây giờ cái máy này nói thiệt ở trên thị trường nếu có bán thì cũng chẳng ai mua. Và nếu mà các bạn nhìn vô á, thì hồi xưa nó dùng cái con chip APS-C rất là nhỏ. Ok, thì cái máy này đây, nếu mà các bạn nhìn cái bên nó thì các bạn không thể ngờ được là cái thằng Sony tới ngày hôm nay full frame mà nó nhỏ như vậy. Nó nhỏ hẳn, nhỏ hơn cái thằng traditional DSLR của mình hay hay quen dùng. Và đây là một cái kích thước mà Canon đã dùng cũng mười mấy năm nay không thay đổi. Cho nên là tất cả những cái máy mà Canon mà các bạn ra có thể mua ngay bây giờ là nó sẽ nằm ở trong khoảng cái kích thước này, thậm chí nó còn to hơn nữa. Ví dụ như là cái 5D Mark III và 5D Mark II Peter đã bán thì nó rất là to. Ok, lật ra đằng sau cho các bạn thấy thì hồi xưa chúng ta có cái màn hình nó bé tí vậy thôi đó. Ok, nhưng mà thời đó là coi như là cũng vậy, vậy là cũng là sung sướng rồi. Nếu mà lật cái đằng sau của thằng Sony này ra thì các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt sau 10 năm. Công nghệ nó đã đi tới cái mức ghê gớm. Và dĩ nhiên là ở trong cái bộ phận ở trong cái máy nó còn ghê gớm hơn nữa. Đây là chúng ta chỉ có là so sánh bề ngoài thôi. Ok ha.
Kế tiếp là các bạn cũng có thể coi một chút xíu để Peter mở cái ống kính này ra cho các bạn thấy cái sensor. Đây là cái sensor full frame của cái Sony A7. Thật là tuyệt vời, thật là to. Peter rất là bất ngờ, không hiểu tại sao mà Sony có thể nhét một cái sensor to như vậy vô cái máy nhỏ nhỏ xíu như vậy, chỉ có lớn hơn cái Nex 7 một chút xíu thôi. Nói thật với các bạn là Peter không phải là quá lời, nhưng mà Peter rất là ngưỡng mộ những cái hãng, những cái công ty mà dám dám làm những cái công nghệ mới và dám đi đầu và dám nghiên cứu. Có nhiều người nói là tại sao Sony cứ làm rồi bỏ hoặc là làm rồi lại năm sau lại đổi qua cái khác. Lý do là tại vì Sony nó thích nghiên cứu và nó thích làm những cái mới. Thì chính vì những cái đó là những cái mà thật sự Peter rất là thích. Ok. Ok, để Peter bỏ cái này qua một bên. So sánh kế tiếp là đây là Peter có một cái máy Canon rất là cũ, hồi xưa rồi, chụp phim 35. Và nếu mà các bạn thấy là cái máy này với cái máy Sony bây giờ, cái kích thước của con Sony full frame này chỉ lớn hơn cái này chút xíu thôi. Thậm chí là nếu các bạn nhìn kỹ thì nó cũng chỉ lớn hơn có cái gù thôi ha. Rất là đẹp. Và cái máy Canon này hồi xưa là rất là được ưa chuộng giới báo chí và những người đi chụp hình rất thích cái máy này vì nó nhỏ gọn và chụp hình rất là đẹp. Thì bây giờ chúng ta cũng đã tới cái ngày máy nhỏ gọn mà lại có vỏ đẹp. Thì tại sao chúng ta không lựa chọn để lúc mà đi sáng tác ảnh nó nhẹ nhàng và nó sướng hơn. Ok. Kế tiếp là Peter muốn cho các bạn thấy cái kích thước, so sánh nó với lại cái máy mà có thể nói là nhỏ nhất hồi xưa, đó là Olympus Pen. Cái này nó chụp là half frame, nhỏ xíu à, rất là nhỏ. Con gái của Peter cầm cái máy này nghịch cả ngày, rất là dễ thương. Và nếu mà các bạn nhìn kỹ thì nếu mà nó nằm kế bên cái thằng Sony này thì nó cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu, Sony nó cũng không có lớn hơn này bao nhiêu. Cho nên cho các bạn so sánh thấy là cái máy Sony nó đã đạt tới cái mức là thật sự là rất là hay, rất là nhỏ, rất là gọn. Và theo như cái quan sát của Peter thấy á, thì cái máy A7 này của Sony nó là sự kết hợp giữa cái Nex 7 cộng với lại RX1, mà cái dòng CyberShot full frame RX1, và nó cộng thêm cái gù này để nó kết hợp thành cái máy này rất là hoàn hảo. Ok, cầm rất là sướng, chắc tay. Và cái thân của cái body của cái máy này rất là chất lượng, nó gọi là magnesium carbon. Ok, chống bụi, chống nước, và rất là chắc chắn. Và thật sự thì Peter lần đầu tiên Peter cầm lên Peter thích liền luôn. Ok, cầm rất là vừa tay. Và những cái rubber, những cái cao su mà nó bao cái tay này bây giờ cho thấy là nó đã nâng cấp rất cao. Cầm rất là sướng. Ok. Thì bây giờ để Peter giải thích cho các bạn biết có những cái hay của nó. Trước mắt là các bạn nhìn á, trên cái máy này á, là hiện bây giờ đang gắn cái ống kính 35 Kazay 35F2.8. Cái ống kính này là ống kính dạng full frame. Thì cái ống kính nó chế mà dòng E-mount full frame thì nó sẽ có ký hiệu là FE. F có nghĩa là full full frame, E có nghĩa là E-mount, có nghĩa là nếu mà các bạn mua cái lens mà nó có cái ký hiệu FE có nghĩa là sẽ gắn vô được cái dòng E-mount full frame. Thì hiện bây giờ là Sony sẽ cho ra trong cái đợt đầu một số ống kính, thì trong đó có cái ống kính này 35-28 là một cái ống kính rất là đẹp. Peter cũng chưa có chụp nhiều, nhưng mà Peter cũng đã nhìn những cái tấm hình mà ở ngoài mạng, trên mạng người ta đã chụp rồi, thì cái lens này thật là tuyệt vời. Đây là cái hood của nó, và cái hood của cái lens này cũng hay nữa, tại vì nó không có bị lố ra ngoài, nó gắn vô rất là gọn, rất là đẹp. Và gắn như vậy suốt thì mình không có cần phải đẩy cái nắp vô, không cần phải đẩy cái nắp. Thì cứ như vậy mà để trong trong bịch, trong bao bao chụp của mình lấy ra là chụp thôi. Thì song song với cái lens này, Sony nó cho ra một cái lens cũng FE ha, 55 F1.8, cũng Kazai luôn. Cái field của nó là 49. Cái lens này rất là nhỏ, rất là nhẹ, rất là gọn.
Peter đã đo cái này với lại cái ống kính 24 Kozai mà hiện bây giờ Peter đang quay phim á, thì không có so sánh được, nhưng mà kích thước này với lại cái ống kính đó 100% giống nhau, không có khác một chút xíu nào luôn. Và thậm chí là Peter có thể lấy cái hood của cái Kozai cũ 24 gắn lên cái này vừa khít luôn, tại vì nó là cùng một phi và nó là cùng một cái loại design và nó cầm rất là chắc chắn. Thì cái ống kính này là một trong những ống kính đẹp. Thế giới cũng đã rất là khen và Peter sẽ đi trải nghiệm nó và sẽ post hình lên cho các bạn coi. Ok, tiếp tục. Để Peter tháo cái này ra. Mặt đằng trước đây là cái nút để tháo cái ống kính này ra. Peter tháo ống kính ra cho các bạn nhìn thấy cái con sensor rất là đẹp của nó. Và khi sau này các bạn nếu mà có mua Sony, các bạn để ý là cái máy Sony nào mà có cái vòng màu cam này có nghĩa là dòng full frame. Ok. Nếu mà các bạn mua máy Sony mà Next á, thì các bạn sẽ không thấy cái vòng màu cam này. Cho nên nếu mà các bạn là thích màu cam á thì mua full frame thì sẽ được cái vòng màu cam rất là đẹp. Ok ha. Ok, nhìn ở trên thì các bạn thấy là cái thiết kế rất là đẹp, và cái thiết kế này nó có những cái điểm rất là hay. Thứ nhất là mình có thể chọn cái cách chụp của mình bằng cái vòng này. Ok, Peter lúc nào cũng chụp AV, hầu như là nhiều hơn AV thì Peter để AV. Cái nút bấm để chụp ở đây và tắt tắt mở ở đây. Ở đây nó có một cái nút gọi bù trừ ánh sáng ha, cộng 3 trừ 3. Thưa các bạn, là vì Peter chụp đời thường rất nhiều thì đối với Peter là cái nút bù trừ này là một trong những cái nút tuyệt vời. Ok. Nếu mà cái máy nào mà có cái nút này á, là hay lắm, là để mà khi mình chụp hình á, mình thao tác rất là nhanh. Đằng trước này có một cái nút lăn và đằng sau này cũng có một cái nút lăn lăn nữa. Và nếu mà bạn nào đã chơi Next 7 với cái hệ thống nó gọi là Tri Navi á, thì khi các bạn qua cái máy này các bạn sẽ rất là thích, là tại vì chính bản thân của Peter chơi cái Next 7 Tri Navi. Một trong những lý do Peter chọn Next 7 mà không chọn Next 6 là tại vì với cái Tri Navi Peter có thể thao tác rất nhanh và Peter bù trừ ánh sáng rất nhanh và chỉnh những cái thông số một cách lẹ làng. Thì cái Sony này nó không có để hai cái nút lăn đằng sau, nhưng mà nó để một cái đằng sau và nó đem một cái ra đằng trước, để cho cái công việc lăn và thao tác nó còn nhanh hơn nữa và còn dễ hơn nữa. Cho nên Peter mới nói hồi nãy với các bạn là đây là cái kết hợp rất là hay của Next 7 cộng với lại RX1 cộng với lại con sensor full frame vô một cái thân rất là nhỏ và có vỏ. Đó là, và đây nó có một cái nút nó gọi là custom. Thì cái nút custom này chúng ta có thể cài vô 48 kiểu khác nhau để mà mình dùng cái nút này. Cái nút này mình muốn dùng cho cái hiệu ứng gì tùy mình. Hay cái đằng sau này nữa là nó cho thêm một cái nút nữa, custom function 2 nữa ha, và custom function 3. Có nghĩa là thưa các bạn, là trên cái máy này chúng ta có thể điều chỉnh và chúng ta có thể cài những cái hiệu ứng theo ý của mỗi người, theo cái cách chụp của mỗi người. Chúng ta có thể customize cái máy này rất là nhiều, và đó là một trong những lý do Peter thích rất là thích cái máy này và rất là hay. Cái đằng sau này các bạn nhìn á, là cái design nó rất là đẹp, và cái màn hình LCD này bự và rất là đẹp, bự hơn cái màn hình của Next 7. Peter đã so sánh và Peter lấy thước ra đo luôn, và cái độ nét của nó rất là nét. Ok. Cái EVF, Peter phải nói thêm với các bạn là cái EVF của cái máy A7 này tuyệt vời. Cái EVF này là giống y hệt như là cái A99 mà Peter cũng đã có trải nghiệm một thời gian rất là ngắn. Và khi mà các bạn nhìn vô cái EVF này rồi thì các bạn sẽ thấy tại sao mà một cái ống kính điện tử mà nó chi tiết mà nó đẹp như vậy. Đây là một cái EVF có thể nói là đẹp nhất có thể có ngoài thị trường bây giờ, và Sony nó đã dẫn đầu về cái vấn đề này. Và chắc chắn trong những cái ngày sắp tới nữa là cái hệ thống và cái công nghệ EVF này nó còn sẽ đi 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 tới một cái điểm xa hơn nữa, và chúng ta sẽ còn được hưởng những cái công nghệ hay nữa. Đây là những cái nút để mà chúng ta có thể chỉnh thông số. Peter không có muốn nói thêm vào đây vì cái video này không muốn kéo dài cái video. Đây là cái nắp để chúng ta bỏ một cái thẻ vô.
ha, và cái máy này nó dùng cái thẻ SD, và cái máy này nó chống bụi chống nước, tất cả xung quanh cái máy này nó có gioăng hết, ok, cho nên rất là tốt. Kế bên này các bạn nhìn thấy nó có một cái nút quay phim, và cái nút quay phim này hồi xưa nó làm ở trên cái máy Nex 7, nó nằm ở đằng sau này, thì khi mà chúng ta cầm cái máy này hay đụng vào đây là hay hay bấm quay phim, mà trong khi mình không muốn bấm quay phim, thì cái trường hợp đó chính Peter cũng đã bị, cho nên Sony sau này nó quay cái nút này qua một bên để lúc mà mình cầm cái máy này mình không có đụng vô. Nhưng hơn nữa là mình có thể đi vô menu và để mình tắt hẳn cái nút này, chừng khi nào mình quay phim thì mình vô menu mình bật lên thì lúc đó mình mới quay phim, cho nên mình sẽ không bao giờ bị bấm lộn cái nút này để quay phim nữa. Ok, cái bên này nó có một cái hệ thống Wi-Fi và nó có một cái hệ thống NFC. Thì Wi-Fi với NFC này Peter cũng đã trải nghiệm rồi trên cái máy Samsung NX 300. Thì khi chúng ta cầm cái máy điện thoại đây, Peter có một cái điện thoại Sony Z Ultra và có hệ thống NFC trên này. Thì khi mà mình kết nối NFC rất là dễ, mình có thể lấy cái smartphone này mình đụng vô lưng của cái máy này và hai cái máy nó kết nối trong vòng 2 giây là nó sẽ kết nối với nhau. Và khi nó kết nối như vậy á, hình của Peter chụp ở trên máy này nó sẽ chạy xuống cái máy Sony ZEK Ultra này trong vòng tích tắc 5 giây, và từ đó Peter có thể làm xử lý hình ảnh qua những cái app và đẩy lên Facebook hoặc là gửi qua email chia sẻ liền. Ok, dưới đít này là chỗ để pin. Pin này nó dùng cùng cái loại pin của Next, thì cũng rất là lợi là nếu mà bạn nào đã có một cái dàn máy Nex ở nhà rồi và có nhiều pin giống như Peter, Peter có 5 cục pin này thì rất là tiện lợi, có thể dùng lại. Ok, thì cái cục pin này nó nói là có thể chụp khoảng chừng 340 tấm hình cho cái máy A7 này. Peter cũng chưa có test và Peter nghĩ là chắc nó nói cũng cũng đúng đó. Thì trong cái số lượng mà chụp 300 mấy chục tấm đó, thì nếu mà mình coi hình nhiều, mình review nhiều thì mình sẽ mau hết pin, thì mình sẽ chụp ít hơn. Ok, cái bên này nó có hai cái nắp để mở ra, và hai cái nắp này nó cho chúng ta cắm một cái microphone, một cái headphone để quay phim cho những bạn là thích quay phim. Và đây có cái cổng HDMI để chúng ta có thể cắm thẳng vô cái TV HDMI của chúng ta để coi coi hình ảnh và coi cái đoạn phim của chúng ta uncompress luôn, là hình 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 cao cấp và phim cao cấp luôn. Đây là cái cổng USB để chúng ta sạc, chúng ta cắm cái này vô đây, cắm cái dây USB vô đây và cắm vô cái ổ điện để chúng ta sạc pin. Cái máy này nó không cho chúng ta một cái đồ sạc pin rời. Nếu mà ai muốn mua một cái đồ sạc pin rời thì trả thêm 50 đô. Ok, nói tới đây thì Peter, cái cảm nghĩ đầu tiên của Peter cho các bạn biết là cái máy này tuyệt vời quá. Peter rất là thích và rất là mê, và Peter sẽ mua một cái ống kính 35-28 và ống kính này. Và tiện thể đây Peter cũng muốn nói tiếp là Peter hiện bây giờ đang có cái ống kính 10-18 và cái dòng E-mount cũ. Ok. Của cái máy cũ, và trên thế giới người ta cũng đã test cái hình của cái máy này với cái lens này rồi, và người ta nói là cũng xài được. Peter sẽ đi trải nghiệm, nếu mà nó xài tốt thì Peter sẽ giữ nó. Tại vì Sony kỳ này nó chưa có cho ra cái ống kính wide angle nào hết cho cái dòng full frame, cho nên đây là một cái cách mà để chữa lửa. Ok, đó, gắn vô. Thì các bạn thấy là gắn cái lens cũ vô cái máy mới vẫn vừa khít, không cần phải qua adapter. Nhưng mà các bạn phải hiểu là khi mình gắn như vậy á, cái máy này nó 24 megapixel. Thì khi mình gắn cái này vô á, tự động cái máy nó hiểu và nó cho mình cái lựa chọn là nếu mà mình muốn chụp automatic crop á, nó sẽ chụp xong rồi, thay vì 24 megapixel nó sẽ cho mình ra một cái hình 15 megapixel. Ok, tại vì cái lens này là cái lens crop. Ok. Thì với 15 megapixel thì Peter cảm thấy là cũng rất là xài được, nhưng mà mình làm mình chơi như vậy mình sẽ được thừa hưởng cái con chip full frame. Ok ha. Thì bây giờ nói tới cái giá cho các bạn biết, thì cái máy Peter cầm đây là A7. Nó ra kỳ này hai máy, một cái máy nó gọi là A7 và một cái máy A7R. Thì cái máy A7 này cái giá của nó là 1.699 đồng. Cái máy A7R cái giá mà cho cái thân mình hình không á là 2.299 đồng, mắc hơn 600 đồng. Mới đầu ra thì các bạn có thể mua cái máy A7 này với cái lens kit của nó là 28-70, thì thêm 300 đô các bạn sẽ có thể mua một cái bộ
có nghĩa là trên dưới 2.000 đô các bạn có thể mua cái bộ. Và kế tiếp đó là Sony sẽ cho ra một cái ống kính 24-70 f4 KZ. Cái lens đó là 1.200 đô và Peter cũng đã đặt cái lens đó. Tại vì cái đó là cái cự ly đẹp và f4 thì Peter cảm thấy là cũng rất là tốt để cho chụp đời thường. Và sau ngay sau đó là Sony sẽ cho ra cái lens 70-200 f4 có chống rung. Cái lens đó cũng rất là đẹp mà rất là nhỏ, rất là nhẹ và cũng Peter cũng sẽ mua cái lens đó. Nhưng mà trước mắt là chúng ta có cái lens FE 1855 và cái lens tuyệt vời 35 f/28 để chơi trong cái máy nhỏ Sony A7 mà Sony giới thiệu cách đây một tuần. Peter có cái đồ remote này, Peter sẽ test và sẽ trải nghiệm nó và coi 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 nó có work không ha. Đây là cái ngàm để gắn những cái lens Leica và Voigtlander của Peter. Peter cũng đã có sẵn ở nhà rồi, thì mình gắn cái ngàm chuyển này vô vô cái đây và mình gắn cái lens lấy nét tay gắn gắn vào đây và mình sẽ dùng cái hệ thống nó gọi là focus picking để lấy nét tay. Ok, tất cả những cái đó Peter sẽ trải nghiệm và sẽ trả lời lại với các bạn và Peter sẽ làm một cái video thứ hai nữa hướng dẫn cho các bạn những cái hay trong cái menu. Vì cái máy Sony này nó có một cái hệ thống menu mà nó dùng của cái dòng Alpha và cái dòng A99 và A77 và Peter đã dùng hai cái dòng đó rồi và Peter rất là thích cái menu. Và các bạn nào mà đã dùng rồi thì các bạn cũng sẽ hiểu cái Peter nói. Ok, tới đây chấm dứt và Peter sẽ đi chụp hình, có nhiều hình đẹp và Peter sẽ post lên và chia sẻ cho các bạn. Ok, thân mến chào các bạn.